Cô xin chào tất cả các em. Chúng ta cùng đến với tiết học hôm nay, ôn tập kiểm tra cuối kỳ học kỳ 2. Yêu cầu các em hãy chuẩn bị sách, vở và bút nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Các em thân mến, nội dung ôn tập của chúng ta gồm có 5 bài giới hạn ở đây. Đó là bài 12, bài 14, 15, 16 và 17. Chúng ta ôn lại bài đầu tiên là bài 12, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Khái niệm về hôn nhân. Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận hạnh phúc. Quy định pháp luật nước ta về hôn nhân. Trong kết hôn, nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên, không vi phạm những điều pháp luật cấm. Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện, không ép buộc, cưỡng ép hoặc cản trở. Đối với quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, phải bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt, tôn trọng danh dự nhân phẩm, nghề nghiệp của nhau. Ý nghĩa của tình yêu chân chính đối với hôn nhân, đó là cơ sở quan trọng của hôn nhân, chung sống lâu dài và xây dựng gia đình hòa hợp hạnh phúc. Tác hại của kết hôn sớm, như các em đã từng biết, ảnh hưởng tới sức khỏe, việc học của bản thân, ảnh hưởng đến nòi giống dân tộc và không thực hiện tốt trách nhiệm làm vợ chồng, cha mẹ trong gia đình. Chúng ta cùng đến với bài tập sau đây. Học hết trung học phổ thông, Lan đang ở nhà chờ xin việc thì gặp và yêu Tuấn, cũng đang không có việc làm. Khi hai người xin cha mẹ cho kết hôn, thì hai bên gia đình đều khuyên Lan và Tuấn hãy thư thả. Bao giờ có việc làm thì hãy xây dựng gia đình. Nhưng Lan và Tuấn không đồng ý, cứ thúc ép cha mẹ. Cuối cùng, hai gia đình đành phải chấp thuận cho Lan và Tuấn kết hôn. Theo em, ý kiến của gia đình Lan và Tuấn là đúng hay sai? Vì sao? Ý kiến gia đình Lan và Tuấn là đúng, bởi vì mặc dù đã đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật, nhưng Tuấn và Lan là những người vừa mới bước ra khỏi ghế học sinh, nên còn chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Trong khi đó, cuộc sống hôn nhân vô cùng phức tạp, phải lo bao nhiêu là thứ việc. Vì vậy, bố mẹ hai bên muốn các con trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, có nền kinh tế ổn định rồi hãy lập gia đình. Như vậy, cuộc sống gia đình sẽ đỡ áp lực và vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn. Chúng ta cùng đến với bài tập thứ hai. Bình mới 16 tuổi, nhưng mẹ Bình đã ép gả Bình cho một người nhà giàu ở xã bên. Bình không đồng ý, thì bị mẹ đánh và cứ tổ chức cưới, bắt Bình về nhà chồng. Việc làm của mẹ Bình là đúng hay sai? Vì sao? Cuộc hôn nhân này có được pháp luật thừa nhận không? Vì sao? Bình có thể làm gì để thoát khỏi cuộc hôn nhân đó? Trong trường hợp này, mẹ Bình là người sai hoàn toàn. Bởi vì, thứ nhất là Bình mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng mẹ Bình đã bắt Bình phải đi lấy chồng là sai quy định về hôn nhân của pháp luật. Thứ hai, Bình không thích nhưng mẹ cứ ép và bắt Bình về nhà chồng, là mẹ Bình không cho Bình quyền tự do tự nguyện trong hôn nhân, không tôn trọng quyết định của Bình chỉ vì cái lợi trước mắt. Mặc dù mẹ Bình tổ chức đám cưới và bắt Bình về nhà chồng, nhưng xét về phương diện pháp luật thì đây là cuộc hôn nhân không được thừa nhận vì Bình chưa đủ tuổi kết hôn. Để thoát khỏi cuộc hôn nhân này, Bình có thể phân tích cho mẹ hiểu rõ những quy định về hôn nhân của pháp luật. Nếu mình làm như vậy là vi phạm pháp luật. Nếu mẹ Bình vẫn cương quyết thì Bình có thể nhờ sự can thiệp của cơ quan địa phương có thẩm quyền. Yêu cầu các em về nhà tự luyện tập bài số 1, số 2, số 3, số 5, số 7, số 8 trong sách giáo khoa nhé. Tiếp theo, chúng ta cùng ôn bài số 14.
quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Đầu tiên là khái niệm lao động. Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội, gọi là lao động. Vai trò của lao động là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người, là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của xã hội. Quyền và nghĩa vụ lao động. Quyền lao động là công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động để học nghề, tìm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập. Nghĩa vụ lao động là mỗi công dân phải tự nuôi sống bản thân, gia đình, tạo ra của cải, vật chất, tinh thần, duy trì, phát triển đất nước. Chúng ta cùng đến với bài tập sau đây. Hãy cho biết ý kiến của em về hai quan niệm dưới đây và giải thích vì sao. Lao động là hoạt động sử dụng sức lao động để tạo ra thu nhập. Chỉ những hoạt động tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội mới là lao động. Theo khái niệm, lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Vì vậy, chúng ta đồng ý với quan điểm B và không đồng ý với quan điểm A. Bài tập tiếp theo. Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ, các em cần phải làm gì? Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ, các em cần phải cố gắng học tập, tiếp thu kiến thức để sau này có thể vận dụng. Bên cạnh đó, cần phải tu dưỡng đạo đức, sống lành mạnh, rèn luyện toàn diện để thành một người công dân tốt. Ngoài ra, chăm chỉ lao động, làm việc theo sức của mình. Bởi lao động là vinh quang, tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình nhé. Yêu cầu các em về nhà tự luyện tập những bài tập còn lại trong sách giáo khoa là bài số 1, 2, 3 và 6. Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Các loại vi phạm pháp luật các em cần nhớ. Thứ nhất, vi phạm pháp luật hình sự. Thứ hai, vi phạm pháp luật dân sự. Thứ ba, vi phạm pháp luật hành chính. Thứ tư, vi phạm kỷ luật. Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định. Các loại trách nhiệm pháp lý gồm có trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỷ luật. Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lý là để trừng phạt, ngăn ngừa, cải tạo, giáo dục người vi phạm pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lý trong nhân dân. Trách nhiệm của mỗi công dân là cần chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật, phải đấu tranh với các hành vi việc làm vi phạm pháp luật. Chúng ta cùng đến với bài tập. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình? Vì sao? A. Một người lái xe uống rượu không làm chủ được tay lái đã đâm vào xe máy của người đi đường. B. Một em bé lên 5 tuổi nghịch lửa làm cháy gian bếp của nhà hàng xóm. Trong hai trường hợp trên, trường hợp thứ hai không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình. Vì em bé mới 5 tuổi, em chưa nhận thức được hành động và việc làm của mình. Hành động gây ra hậu quả của em chỉ là vô tình chứ không cố ý. Hơn nữa, em cũng chưa đến tuổi quy định pháp luật, nên đó không coi là vi phạm pháp luật. Bài tập tiếp theo. Do muốn có tiền tiêu xài, Nam, học sinh lớp 9, 14 tuổi, đã nhận lời chuyển một gói hàng lớn để lấy tiền.
Trên đường đi đưa hàng, Nam đã bị các chú công an kiểm tra và phát hiện trong gói hàng có ma túy. Các chú công an đã giữ Nam lại. Theo em, trong các ý kiến sau đây, ý kiến nào là đúng, vì sao? A. Nam sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự vì vận chuyển ma túy là phạm tội. B. Nam không phải chịu trách nhiệm hình sự vì ít tuổi. C. Nam không phải chịu trách nhiệm hình sự vì bị lừa khi nhận chuyển gói hàng không biết có ma túy ở trong. Ý kiến đúng đó là A. Nam sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự vì vận chuyển ma túy là tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, được quy định tại điểm E khoản 4, điều 194 Bộ luật hình sự. Hơn nữa, Nam thực hiện cố ý là trường hợp người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra, hoặc người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. Yêu cầu các em ở nhà tự luyện tập bài số 1, số 2, số 4 trong sách giáo khoa nhé. Chúng ta cùng đến với bài 16, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân. Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội là tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội. Phương thức thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội đó là chúng ta có thể dùng biện pháp trực tiếp, tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lý nhà nước và xã hội. Phương pháp gián tiếp, thông qua đại biểu của nhân dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ý nghĩa của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân. Thứ nhất, đảm bảo cho công dân có quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lý đất nước. Thứ hai, công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Điều kiện để đảm bảo thực hiện được quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, về phía nhà nước sẽ quy định bằng pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đối với công dân, cần hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện, nâng cao năng lực và tích cực tham gia thực hiện tốt. Chúng ta cùng đến với bài tập sau đây. Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội? A. Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. B. Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe. C. Quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. D. Quyền được học tập. D. Quyền khiếu nại, tố cáo. E. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. G. Quyền tự do kinh doanh. H. Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước. Như vậy, đáp án mà chúng ta lựa chọn thể hiện quyền tham gia của công dân vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội gồm có A. Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. C. Quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. D. Quyền khiếu nại, tố cáo. H. Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước. Trong dịp tổng kết các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em phường, bạn Vân, một học sinh lớp 9, rất muốn tham gia ý kiến về các quyền của trẻ em, nhưng lại băn khoăn không hiểu mình có được tham gia góp ý không. Chúng ta thấy bạn Vân vẫn được quyền tham gia đóng góp ý kiến vì bạn Vân là một công dân của nước Việt Nam.
bạn ấy được hưởng các quyền cơ bản của công dân. Để tham gia đóng góp ý kiến, Vân có thể tham gia bằng cách phát biểu trực tiếp ý kiến của mình tại buổi tổng kết các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của ban dân số, gia đình và trẻ em phường. Việc tham gia đóng góp ý kiến của Vân như vậy là thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Mà ở đây, cụ thể là Vân đang đóng góp ý kiến cho ban dân số, gia đình và trẻ em phường nơi Vân đang sinh sống. Yêu cầu các em về nhà tự luyện tập bài số 2, số 3, số 4 còn lại trong sách giáo khoa nhé. Chúng ta cùng đến với bài học cuối cùng, 37, Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là những việc mà người dân phải thực hiện để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hình thức bảo vệ Tổ quốc: xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm trật tự an ninh xã hội. Tại sao phải bảo vệ Tổ quốc? Non sông đất nước Việt Nam là do ông cha ta đã bao đời đổ mồ hôi, xương máu khai phá, bồi đắp mới có được. Hiện nay, vẫn còn có nhiều thứ thế lực thù địch đang âm mưu thôn tính, phá hoại Tổ quốc ta. Trách nhiệm của mỗi học sinh chúng ta cần ra sức học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự, tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú, sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, đồng thời tích cực vận động người khác thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chúng ta cùng đến với tình huống sau đây. Nhà Hòa có hai anh em, anh trai Hòa vừa có giấy gọi nhập ngũ đợt này. Hay tin, mẹ Hòa không muốn xa con nên buồn bã, khóc lóc và muốn tìm mọi cách để xin cho anh ở lại. Nếu em là bạn Hòa, em sẽ làm gì? Vì sao? Trong trường hợp này, nếu là Hòa, em sẽ nên nói với anh trai để cùng động viên mẹ, an ủi mẹ, phân tích rõ cho mẹ hiểu bên cạnh nghĩa vụ của một công dân, đi quân sự còn là một quyền thiêng liêng mà không phải thanh niên nào cũng có được. Anh đi chỉ 2 năm, nhưng anh sẽ học được nhiều điều, trưởng thành hơn. Còn ngược lại, nếu anh trai không đi, vừa không thực hiện tròn nghĩa vụ công dân, vừa đánh mất đi quyền thiêng liêng mà không phải ai cũng có được. Và hành vi không thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng được xem là vi phạm pháp luật đó nhé. Yêu cầu các em tự luyện tập ở nhà bài tập còn lại trong sách giáo khoa là bài 1 và bài số 4. Như vậy là chúng ta đã ôn xong 5 bài và cô chúc các em hãy ôn tập thật tốt và tự giác để chúng ta đạt được kết quả tốt nhất trong bài kiểm tra cuối kỳ học kỳ 2 này nhé. Cô thân ái, chào các em.